đang nhầm lẫn giữa 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 các khái niệm. Bây giờ thầy sẽ nhắc lại một lần nữa. Đối với lại một dự án phần mềm của chúng ta thì chúng ta vẽ ra giống như là một hình tam giác. Nó sẽ có ít nhất ba đối tượng cùng tham gia trong dự án của chúng ta. Đối tượng thứ nhất, đối tượng thứ nhất của chúng ta là cái người mà yêu cầu chúng ta viết á. Yêu cầu chúng ta viết thì chúng ta gọi là product owner, tức là PO. Product owner. Cái product owner này cũng có thể là một người quản trị tại công ty, nhưng mà thường cái người quản trị về dự án thì chúng ta coi như là cái ông mà ông yêu cầu mình viết. Ông này ông có toàn quyền, quyền gì? Quyền là trả tiền cho mình, trả công cho mình, là product owner. Rồi một cái nữa là bên công ty tham gia viết. Bên công ty tham gia viết thì cái công ty này chúng ta sẽ gọi là gì? Ủa, chữ nghĩa rồi đi đâu hết trơn rồi. Đây. Công ty này chúng ta gọi là công ty dev, developer, phát triển phần mềm. Cái này chúng ta không đánh đồng với cái khái niệm là bạn dev hay là bạn test nha. Cái dev này là công ty phát triển phần mềm nhé. Được không? Và có một thành phần quan trọng nữa là user, người dùng. Người dùng ở đây, ví dụ công ty bán điện thoại FPT đi. Ví dụ như FPT, công ty người ta muốn viết một phần mềm để bán điện thoại. Hoặc là một công ty ABC nào đó, ở nhà các bạn muốn viết một cái phần mềm để mua bán kinh doanh một cái gì đó. Xong rồi mình thuê một công ty người ta viết phần mềm cho mình. Thuê một công ty viết phần mềm cho mình. Vậy thì cái công ty thuê viết là đây. Nhưng mà người dùng cuối là ai? Người dùng mà cái khái niệm trong cái mà ba thành phần này là ai? Là mình á. Là mình vô trang web đó mình xem á. Mình có thích xem trang web đó hay không? Mình thích xem của FPT hay là qua thế giới di động hay là viễn thông A, hoặc là cái trang nào mình thấy, trang nào mình thích mình muốn vô xem, mình là người dùng cuối đó. Như vậy thì ở đây nếu như mà các bạn viết phần mềm là các bạn là dev, thì cái đội dev của mình là nó có lấy requirement rồi design rồi code rồi test, được chưa? Thì bên cái đội ngũ của mình nó có rất là nhiều thành phần, nhưng mà mình nói chung là công ty phát triển phần mềm thì gọi là công ty dev. Hiểu được khái niệm chỗ này nha. Như vậy thì khi mà bạn lấy requirement ở cái bài số 6, hồi sáng thầy xem một lớp thì lớp đó toàn là đưa câu hỏi không. Thực ra chỗ này nè, người ta nói hãy đặt câu hỏi, phân tích website để trả lời câu hỏi đó. Đây mới là requirement các bạn. Requirement viết tiếng Anh, tiếng Việt là gì? Requirement. Đặt tải yêu cầu. Đặt tải yêu cầu. Như vậy ở chỗ này của chúng ta, khi mà chúng ta biết được yêu cầu thì là cái yêu cầu phần mềm mà mình viết là từ đâu mà có? À, từ cái ông này nè. Từ cái ông BO này nè. Từ product owner. Tức là ông này ông muốn cái gì? Ông gạch đầu dòng ra. Đủ chưa?
Vậy thì nếu chưa đủ thì mình làm sao? À, rất tốt. Cái bạn dev này nè mới đặt ra câu hỏi. Đặt ra câu hỏi. Hỏi ai? À, hỏi cái ông BO. Và ông BO bây giờ ông sẽ có một số câu trả lời liên quan đến các câu hỏi của dev. Bình thường có một số cái BO cũng không cần nói, dev cũng không cần hỏi. Nhưng làm sao? Trong requirement cũng phải ghi. Để làm gì? Bởi vì chương trình này nó có những chức năng cơ bản mà không ai cần phải nói hết. Ví dụ chức năng đăng nhập, chức năng đăng xuất, chức năng thêm giỏ hàng, xóa giỏ hàng. Thì nếu như mà bên này ổng quên ghi thì mình ghi vô. Bên này không ghi thì cũng không cần phải hỏi, bởi vì cái đó đều điều hiển nhiên rồi. Ủa không lẽ không có chức năng đăng nhập? Mà nếu mà trong requirement mà các bạn ghi khỏi đăng nhập là cái bạn dev bên công ty của mình là không biết à. Tức là vô website là không cần đến đăng nhập, không cần đến tài khoản user, có không? Vẫn có website đó mà. Website người ta không cần quản trị đến cái đó. Là website tin tức thôi. Không cần like, không cần share, không cần gì hết. Ủa thì tại user làm gì? Mà không có user thì chắc chắn là không đăng nhập. Nhưng mà nếu trong requirement mà bạn không mô tả thì bạn dev có viết không? Không, viết chi? Bởi vì website không yêu cầu. Bởi vì bên requirement không ghi. Hiểu chưa? Cho nên bên này thầy mô tả đến ba cái màu là vậy. Một là ông BO ông ghi, là đặc tả cái phần mềm này bên công ty ông cần cái đó. Còn mình muốn làm rõ hơn thì mình đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi xong là bên BO trả lời. Trả lời màu xanh lá. Và có một cái ổng cũng không yêu cầu, mình cũng chẳng hỏi. Được chưa? Nhưng mà có một số cái mình sẽ tự động mình ghi. Có những cái mà một phần mềm hiển nhiên phải có. Ví dụ validate một số cái cơ bản. Ví dụ như vậy. Thì mình cần phải ghi. Rồi cái nữa là đối với lại cái requirement này nè. Ông BO chưa đủ. Ví dụ cái mà các bạn đang nghiên cứu ở trong cái bài này là cái hệ thống LMS này. Hệ thống LMS này. Đó, đăng nhập, đăng xuất, username, password, vân vân. Hết sức cơ bản ha. Bây giờ khi mà đăng nhập với tài khoản user, đăng nhập với tài khoản user bằng rồi bây giờ nếu như mà mình vào như vậy á thì rất là bình thường. Và đối với cái người mà quản trị hệ thống này nè, người ta thấy à quản lý được việc A, việc B, việc C là tốt rồi. Nhưng những người ở cương vị như thầy là người dùng cuối, thầy là người dùng cuối chứ không phải là thầy là người yêu cầu viết cái này nhé. Người yêu cầu viết là khác. Thầy là ở góc nào? Là user. Thầy là người dùng cuối. Thì khi mà thầy mở ứng dụng này lên thì cái mà thầy mong muốn cái trang web này nè đáp ứng là gì? Những lớp nào thầy dạy thì xuất hiện, còn những lớp nào không thuộc của thầy thì thôi. Và sau một thời gian đấu tranh và phiên bản LMS mới đã xuất hiện cái đó, còn phiên bản cũ không có. Cho nên ở cái khía cạnh này thầy muốn chia sẻ với các bạn là gì? Tại sao không có? Tại vì cái lúc ông BO ông cũng đâu quan tâm, ông không nghĩ đến. Và cái ông mà dev này nè, ông lại càng không nghĩ đến. Và cái ông dev này, ông đã viết
đáp ứng được nhu cầu của BO chưa? Rồi, lấy tiền rồi, triển khai rồi. Nhưng mà quên đất, quên quên mất cái ông user. Thì sau một thời gian đấu tranh và cuối cùng thì cái dashboard đã thể hiện được những cái lớp nào của thầy thôi, còn những lớp không thuộc của thầy thì không xuất hiện. Nhưng nếu mà thầy muốn thì thầy vẫn có thể vô xem được chứ không phải không. À, thầy vẫn có thể vô xem được những cái lớp khác nhưng mà vẫn có đường vô. Đó, như vậy thì các bạn thấy là có vai trò của user ở đây. Như vậy thì đối với một user, chúng ta cũng có thể lấy requirement từ user. Lấy requirement từ user. Mình không có điều kiện để lấy, chứ không phải là mình không rảnh. Bây giờ nè, khi mà em viết một cái phần mềm, thực chất thì ông BO này ông không xài. Thực chất. Và đây mới là cái mà ổng mong muốn nè. Ví dụ em viết ra một cái ứng dụng trên mobile đi, thì cái người dùng cuối là cái người quan trọng. Và người này dùng cuối mà đánh giá là 5 sao. Đánh giá 5 sao là đánh giá ai đó? Đầu. Người ta không biết đếp là ai hết đó. Người ta đánh giá ông này nè. Cái phần mềm đó của cái ông BO này thì người ta đánh giá 5 sao, tức là đánh giá cái ông này, cái công ty mà đưa ra cái phần mềm này là người ta đang đánh giá ổng á. Nhưng mà ông này vui không? Vui chứ, được đánh giá 5 sao mà. Thì lần sau có phần mềm khác ổng có mời mình không? Mình viết cho ai viết? Ổng đâu có nghĩ đến cái người khác, người khác chắc gì được được đánh giá 5 sao. Thì nó là gián tiếp, nhưng mà thực chất user này quyết định rất nhiều đến chất lượng phần mềm của mình, vì người ta là người test thiệt chứ không phải test thử nữa, mà người ta dùng thử và người ta đánh giá phần mềm, người ta cho cái rank của các bạn. Thì ông này ông quyết định thì đến ông này PO này ông thấy vui, ông vui thì ông gọi mình nữa. Hả? Lót hả? Chứ giờ biết sao giờ? Đó, ổng vui thì ổng mời mình nữa. Được không? Như vậy thì trong cái requirement này, bây giờ nếu mà các bạn nói em không gặp được khách hàng, mà đúng thiệt, dev làm gì gặp được khách hàng? Thì làm sao? Thì các bạn làm gì giờ? Các bạn làm gì? Đóng vai khách hàng. Các bạn phải đóng vai khách hàng. Để các bạn xem thử là đối với cái ứng dụng của mình, đối với web của mình, nhu cầu gì là ở góc độ khách hàng nhìn vào. Bạn không hỏi được thì bạn phải đóng vai khách hàng. Bỏ hết tất cả mọi thứ và xem mình là người dùng. Thì mình mới cảm nhận được là phần mềm của mình cần gì. Thì khi mà mình cảm nhận được rồi thì mình mới ghi được thêm bổ sung cái requirement vô đây. Kịp chỗ này không? Và cái requirement của mình càng đầy đủ thì các ông design ông có thể design ra một cái xuồng càng rõ ràng. Mà cái ông design mà ông design rõ ràng thì cái bộ phận code bên mình, bộ phận dev bên công ty dev này nè, sẽ code dễ. Và cái requirement càng rõ ràng thì bộ phận test lại càng dễ test. Được không? Như vậy thì đối với bài tập này, người ta yêu cầu câu số 1 là mình xây dựng requirement. Đặt câu hỏi để phân tích website và trả lời câu hỏi đó. Như vậy thì trong requirement của các bạn, nhớ nè, đối với lại requirement nó chỉ có đặc tả ứng dụng. Ủa, kết nối lại chưa? Có kết nối được đâu mà.
nghe không? Hay. Như vậy thì mình sẽ đặt tả ứng dụng. Cái requirement này là cái bài số 1 trong lớp 6. Đặt tả ứng dụng. Nhưng trong đặt tả của các bạn có thể gạch một vài câu hỏi bên trong. Và cứ ứng với một câu hỏi phải có câu trả lời. Đừng có câu hỏi là cần hay không. No. Câu hỏi phía trên cần hay không thì phía dưới phải trả lời là cần hoặc không. Phải có một câu trả lời, hai câu trả lời. Chứ đừng có hỏi không. Ủa, ở đây toàn là đặt câu nghi vấn. Đặt câu nghi vấn. Đẩy cái bảng này cho ông thiết kế. Hỏi là có cần phải xác thực đăng nhập 3 lần bị khóa tài khoản không? Ủa, ông hỏi tôi hỏi ai? Đẩy cái này cho thằng thiết kế. Vậy thằng thiết kế, anh thiết kế cái gì chỗ này? Có hay không? Cho nên khi mà bạn đặt ra một câu hỏi trong requirement là để làm gì? Để cho cái người mà đi tiếp xúc với BO á, người ta hỏi cái ông BO và người ta là vui lòng điền cái câu trả lời vô cho thầy một cái. Chứ đừng có hỏi không. Hỏi hả? Muốn có thì có. Thì có cũng là một cái để mà trả lời. Còn hơn là bạn hỏi mà bạn không trả lời. Có cũng là một câu trả lời. Bởi vì ở chỗ này người ta hỏi là có bị khóa tài khoản sau 3 lần nhập password sai không? Em trả lời có là ông thiết kế khác. Em trả lời không thì ông thiết kế khác. Đúng không? Thì em trả lời có cũng là câu trả lời. Ok. Như vậy thì cái requirement của mình, thứ nhất, tóm lại BO. Nghe chưa? Thứ hai là do dev hỏi. Bên công ty lập trình hỏi thì ông trả lời đây. Thứ ba là do một số cái chức năng cơ bản mình phải tự liệt kê vô. Thứ tư là phải có sự góp mặt của user, người dùng cuối. Và góp mặt bằng cách nào? Đi hỏi trực tiếp. Có vẻ khó à? Đóng vai. Đóng vai xong thì quay ngược lại hỏi ông BO. Tôi thấy cái này nó hợp lý nè anh. Tôi thấy người dùng người ta hay thích cái này nè. À, tôi thấy cái chỗ này là phần mềm bên này, phần mềm bên kia hoặc là trang web bên này người ta viết vậy không tốt. Khách hàng phản hồi nhiều lắm. Khách hàng đánh 1 sao 2 sao luôn á. Người ta feedback chỗ này không ổn anh ơi. Đó là mình đang đứng ở vai trò góc độ là người dùng cuối đó. Thì mình lại góp ý với ông BO. Nhưng ý của thầy nói là bạn phải đặt cái chân của mình ở đâu thì bạn mới hiểu được người đó. Đúng không? Ví dụ bây giờ các bạn với ba mẹ mình đi. Các bạn thấy ba mẹ mình không tốt, mình muốn trách ba mẹ mình. Thì đôi khi mình thử đặt chân của mình vào ba mẹ thử coi. Nếu mình là ba mẹ thì mình nghĩ gì? Nếu mình là ba mẹ thì mình làm gì? Thì lúc đó các bạn sẽ có một cái suy nghĩ khác cho chính bản thân. Đó, kiểu là nó như vậy. Rồi, bây giờ các bạn cứ tưởng tượng đi. Ba chú là sinh viên, còn một chú lên đây làm giảng viên. Thì ở góc độ là giảng viên mà thấy ba chú ở dưới không làm bài, suy nghĩ gì? Đúng không? Phải không? Thì khi mà các bạn đặt vị trí của các bạn là giảng viên, các bạn thấy, ơi làm gì mà không làm bài trời, mấy tuần rồi, thì tự nhiên mình cảm giác là mình là sinh viên thì mình cần phải phải làm, ví dụ như thế. Và tự nhiên mình đổi cái vị trí là mình thấy nó sáng cái vấn đề mà mình đang cần. Cho nên ở một cái phần mềm lúc nào nó cũng có ba góc là chính. Còn những cái góc khác là những góc phụ. Nó sẽ thuộc BO hoặc là thuộc dev hoặc thuộc user. Nhưng mà nó chính là ba góc thôi. Công ty phát triển phần mềm. Người quản trị này là nó lấp lửng nha. Người quản trị này thì cái người yêu cầu viết. Còn cái user, ví dụ như là một công ty yêu cầu là viết phần mềm về quản trị kế toán đi. Hoặc là website cho ngân hàng đi, một cái phần mềm quản trị ngân hàng
ví dụ như ACB thì các ông product owner tức là ông giám đốc của ACB, nhưng mà người dùng cuối thực sự là ai? Là nhân viên á. Nhân viên người ta mới dùng hàng ngày thì nhân viên là user, còn cái ông giám đốc là PO, được không? Như vậy hai ông này hai suy nghĩ khác nhau các bạn, hai 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 cái đối tượng này suy nghĩ khác nhau, mặc là dù là cùng mục tiêu, cùng mục tiêu nhưng mà hai cái suy nghĩ nó sẽ khác nhau, và bạn đứng ở hai góc độ thì bạn sẽ thấy được là mình cần phải làm gì. Đó là câu số, câu lớp 6 bài 1. Bài 2. Từ sản phẩm đang được kiểm thử, hãy nêu các bước để thiết kế chiến lược sản phẩm và từng bước xác định được mục tiêu của từng bước. Thì mình đang nói ở đây là về kiểm thử thôi, chứ không phải là chiến lược để phát triển phần mềm. Như vậy đã nêu các bước thiết kế chiến lược sản phẩm và từng bước xác định mục tiêu kiểm thử của từng bước. Như vậy thì cái đầu tiên là mình liệt kê ra phần mềm của mình chia ra làm mấy giai đoạn. Và giai đoạn đó mình kiểm cái gì? Mục tiêu đạt được của giai đoạn đó là gì? Ví dụ giai đoạn 1 xây dựng requirement. Đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là thiết kế công nghệ. Tức là với cái requirement đó thì mình chọn công nghệ gì cho dự án. Rồi có nhân sự không? Giống như hôm trước chúng ta bàn. Công nghệ thì có rồi đó. Cái gì cũng hay hết á. Nhưng mà nhân sự không có. Rồi, ok. Như vậy mình đã test được công nghệ. Cái thứ ba là xây dựng về các cái sơ đồ chức năng. Mình sẽ xem thử là tất cả những cái requirement đó thì website của mình bắt đầu từ đâu và khi nào là hoàn thành. Như vậy bạn phải xây dựng sơ đồ chức năng và A, B, C, D, E, F tiếp theo là cái gì, và cuối cùng là mình giao. Vậy trước khi mình giao là mình test cái gì, được không? Đấy, như vậy thì các bạn phải lên cái kế hoạch và các bạn chỉ cần gạch đầu dòng các cái kế hoạch đó, gạch đầu dòng các cái kế hoạch đó để các bạn hoạch định là mình phải làm gì. Cái bài thứ ba là xây dựng về phần kiểm thử. Cái hồi nãy là mình làm về cái test plan, cái hồi nãy của mình là test plan. Như vậy cái test plan là cái bài 3, còn cái bài 2 là gần như là mình gạch đầu dòng để mình cùng với là bên design á xem thử là ứng dụng của mình đi qua bao nhiêu bước, rồi với mỗi bước đó là mình mong muốn đạt cái gì. Để qua đến bước 3 là mình xây dựng về kiểm thử. Ví dụ mình xây dựng test cái gì? Requirement là mình lấy từ bên kia qua. Rồi test plan là ở câu 2. Câu thứ 3 mình sẽ làm gì tiếp? Test cái test value, test data, test result, defect report, phải không? Đấy, như vậy đó là câu 3. Và câu 3 này thì tất nhiên phần mềm trang web LMS bạn không thể test hết, mà bạn chỉ làm một chức năng nào đó mà bạn thấy cần quan tâm. Như vậy các bạn test một chức năng thôi, được chưa? Như vậy đó là lớp 6 bài 1, 2, 3, ổn không?